đang là siêu nhân. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho xanh. Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin review cho các bạn một cái ổ chia nguồn điện như thế này. Đấy, ổ này thì được là sản xuất bởi công ty Ominsun và sản xuất tại Việt Nam. Một ổ chia nguồn như thế này sẽ gồm có bốn ổ chia khác nhau, ở hai được chia đều cho hai bên. Và một cái ổ chia ở phía trước là 5. Đấy. À, đây là cái đầu nguồn điện đi vào. Model của sản phẩm là K22-5. Với cái số hiệu điện là 10A 250V và P2200W. Đây. Đấy, sản phẩm này thì khá là tiện ích cho trong cái ổ chia điện trong nhà. Chúng ta có thể cắm vào một cái ổ điện cho những cái ngôi nhà mà có ít các cái ổ điện để sử dụng, thì mình sử dụng cái này để chia ra các cái nguồn điện, các cái ổ cắm khác nhau. Đấy, để chúng ta có thể sử dụng được nhiều hơn. Đây là sản phẩm của Ominsu và sản xuất tại Việt Nam. Đây là một hàng rất là chất lượng, đấy, rất là chắc chắn, được làm từ nhựa, vỏ được làm từ nhựa và cái bên trong được làm từ đồng, rất là chắc chắn như thế này. Và ở đây sẽ có 4-5 con ốc vít được ghim ở đây rất là chắc chắn.
Cái cuối cùng thì ok, thì cái phần review về cái sản phẩm ổ chia cái ổ chia của nguồn điện của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.